Ở tập trước, ông chủ gánh xiếc nhìn thấy Pinocchio, ông ta dụ dỗ cậu đi theo gánh xiếc biểu diễn. Thấy Pinocchio lưỡng lự, ông ta tiếp tục ngon ngọt dụ dỗ Pinocchio. Biểu diễn ở rạp xiếc, cháu sẽ được thoải mái xem các con vật biểu diễn như voi, hổ và cá lừa nữa. Trung tâm bảo vệ động vật nói rằng họ sẽ chăm sóc cho các bạn khỏe lại, rồi sẽ gửi các bạn đến làm việc cho gánh xiếc. Nếu đồng ý đi theo ông ta, mình sẽ có tiền công để mua áo khoác cho cha và gặp lại Thomas và Piago. Dạ, cháu sẽ đi theo ông học biểu diễn xiếc. Hãy dạy dỗ cậu ta làm xiếc. Cậu ta là Pinocchio. Chào cậu, ta là Smith. Cậu hãy đi theo ta. Tối nay, cậu sẽ ngủ ở đây. Ngày mai, ta sẽ dạy cậu làm xiếc. Tại sao ông lại nhốt tôi vào đây? Hãy thả tôi ra. Ai cứu tôi với? Có im lặng cho ta ngủ không? Cậu nhìn đi, ta cũng bị nhốt như cậu. Đừng gào khóc nữa. Vô ích thôi.